Sau hành trình khá vất vả, 4 cầu thủ được triệu tập chi viện cho U23 Việt Nam gồm Trần Liêm Điều, Đoàn Anh Việt, Hồ Khắc Lương, Võ Nguyên Hoàng đã có mặt tại khách sạn Phnom Penh vào trưa ngày 24 tháng 2. Bắt đầu hành trình từ thành phố Hồ Chí Minh lúc 4 giờ, 4 cầu thủ này đã được anh Đỗ Hoàng Việt, một kiều bào sinh sống tại Campuchia, túc trực tại cửa khẩu Mộc Bài để đưa thẳng về Phnom Penh. Anh Việt cùng với anh Nguyễn Tấn Hùng là hai trong số bà con Việt kiều sinh sống tại Campuchia đã hỗ trợ rất tích cực cho U23 Việt Nam trong hoàn cảnh khó khăn thời gian qua. Do phải đến khách sạn khác làm xét nghiệm nhanh theo yêu cầu của ban tổ chức nên phải đến 12 giờ 30 trưa ngày 24 tháng 2, 4 cầu thủ này mới về được khách sạn Phnom Penh nơi U23 Việt Nam lưu trú. Kết quả xét nghiệm nhanh tại Campuchia cho kết quả âm tính. Đón các cầu thủ tại tiền sảnh khách sạn là trưởng đoàn Lưu Quang Điện Biên. Sau khi có những tâm tình trao đổi ngắn với trưởng đoàn U23 Việt Nam, 4 cầu thủ đã lên phòng để nghỉ ngơi. Tại chân cầu thang máy, huấn luyện viên Đinh Thế Nam cũng đã có cuộc gặp gỡ nhanh, động viên các cầu thủ. Như vậy, U23 Việt Nam có 13 cầu thủ, tất cả đều đảm bảo được điều kiện thi đấu và sẵn sàng để ra sân trong trận bán kết với U23 Timor-Leste vào lúc 19:30 tối nay 24 tháng 2. Rồi, ok.